Đoàn phim này được quay lại trên một con đường thuộc thành phố Kyoto, Nhật Bản vào ngày 26 tháng 5 năm 2012 bởi một camera hành trình trên xe của anh Makatsu khi đang trên đường đi làm về nhà. Do hôm nay có nhiều việc hơn mọi ngày nên anh đi làm về khá khuya. Tưởng chừng mọi việc vẫn như thường ngày, sau một ngày đi làm mệt mỏi, chỉ muốn về ngủ cho yên tâm thần, thì những điều mà anh ta đã thấy trong đường hầm trên con đường về nhà đã làm cho anh ta cảm thấy rất bất an. Khi chạy vào hầm, anh ta đã cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, nhưng Makatsu không biết đó là gì. Thì thoáng chốc, anh chợt nhìn thấy một bóng trắng bên lề đường. Tưởng chừng do hoa mắt vì mệt mỏi nên anh không dám tin vào những gì mà mình đã thấy. Cho đến khi xem lại đoạn phim được ghi bởi camera hành trình thì anh mới thực sự tin vào điều đó. Đây cũng là nơi mà vài tháng trước đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi khiến một nạn nhân nam tử vong ngay tại chỗ. Đoạn phim này được quay lại ở một khu phố thuộc thành phố Nagoya, Nhật Bản vào lúc 10 giờ tối ngày 26 tháng 7 năm 2013 bởi một nam thanh niên sống tại đây có tên Kakitsu. Anh ta là một vận động viên thể thao và có thói quen chạy bộ mỗi tối. Như thường lệ, anh ta lại ra đường và chạy bộ vào thời điểm này, đem bên mình chiếc đồng hồ theo dõi nhịp tim kèm luôn một máy camera thu nhỏ trong đó. Anh chạy những bước chân đầu tiên trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay Kakitsu cảm thấy có một cái gì đó rất khác với mọi ngày. Một không khí u ám lạnh lẽo như bao trùm cả khu phố và con đường. Mặc kệ, anh vẫn tiếp tục lê bước chạy dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Nhưng khi chạy đến chỗ những bức tường thì cảm giác lạnh người ngày một rõ ràng hơn. Sau khi vì tập chạy kết thúc, anh xem lại đoạn phim để coi có gì bất thường không. Thì đúng như những gì anh đã nghĩ tới, nơi những bức tường, chỗ mà anh cảm thấy ghê sợ một cách lạ thường, đã xuất hiện hình một khuôn mặt một người phụ nữ mà đã từng sống trong khu phố này và chết cách đó không lâu. Đoạn phim này được quay lại tại một bến cảng thuộc thành phố Yokohama, Nhật Bản vào lúc 11 giờ tối ngày 16 tháng 4 năm 2013 bởi một ngư dân có tên Yakisuta. Tại chính bến cảng này, vào thời điểm 3 tháng trước, cảnh sát khu vực cùng với những người ngư dân nơi đây đã tìm thấy xác của một người đàn ông trung niên trôi dạt vào một chiếc thuyền đánh cá với một mùi hôi bốc lên kinh khủng. Theo điều tra của nhân viên khám nghiệm tử thi cho biết, ông ta đã bị đâm chết từ trước rồi mới bị quan sát xuống nước tại bến cảng này. Vết thương chí mạng ngay tim là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Kể từ sau vụ ấy, tại bến cảng này nửa đêm, người ta thường nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, không biết do đâu, nhưng ai cũng biết nó từ đâu mà ra. Và cái ngày này cũng đã đến khi Yakisuta quay được một thứ mà anh ta không nên quay.